với sự tham gia của các diễn viên Sa Giật trong vai Hùng Hùng, Lưu Tuấn Triết trong vai Hùng Duy Ly, Lý Gia Hàng trong vai Vu Dũng, Lý Kim Minh trong vai Đào Ngân Tử, Lương Gia Nhân trong vai Lão Đào, Hồ Khả trong vai Đào Kim Tử và một số diễn viên khác. Nhà sản xuất Lưu Văn Vũ, tổng đạo diễn Mạch Quán Chi. Bộ phim Ông Bố Vô Địch. Tập 1. Xã hội không cho phép đàn ông lơ là buông thả. Tôi không có thời gian làm con rối cho gia đình. Mỗi tháng tôi đem tiền về là trách nhiệm lớn nhất đối với cả gia đình rồi. Thành công lớn nhất chính là giáo dục tốt con trai của tôi. Người nhà tôi nhất định phải ủng hộ công việc của tôi chứ. Gà trống nuôi con. Đừng viện cớ với tôi, có rất nhiều cách. Đừng nói với tôi là không có thời gian. Tôi cho cậu 5 tiếng. 5 tiếng sau các hạng mục đều phải nằm trên bàn làm việc của tôi. Còn không thì cậu nộp đơn từ chức đi. Không được đem đồ ăn vào công ty. Cô không biết à? Còn ai vào nữa không? Giám đốc, anh đã về, anh vất vả rồi. Nếu biết tôi vất vả thì anh cố gắng một chút đi. 10 phút nữa bắt đầu. Tài liệu chuẩn bị xong chưa? Tài liệu bây giờ chưa chuẩn bị được. Tại sao chứ? Máy in hư rồi, Tiểu Đinh đã nhờ người sửa nhưng họ bị kẹt xe. Bây giờ cô ấy đang tự sửa. Mua cái mới. Máy in mới mua mà. Tôi kêu mua thì mua đi. Gỗ tới rồi, nhanh lên. Mau lên. Mở nhật ký trò chuyện ra xem. Nhanh lên. Sếp Hùng. Đọc lớn lên. Con gái à, đừng làm việc nhiều quá, phải biết dành thời gian để nghỉ ngơi. Cái tên giám đốc công ty của con là kẻ mất nhân tính. Đừng để ý đến hắn nữa. Loại người như vậy thật ra rất đáng thương. Cuồng công việc. Gia đình thường chẳng hạnh phúc gì đâu. Bây giờ nếu như không có thì sau này chắc chắn sẽ vậy. Lily, tôi đã nhắc đi nhắc lại, trong giờ làm việc không được nói chuyện, càng không được phép làm việc riêng. Lý Hữu Vi, theo quy định của công ty, phải xử lý trường hợp này như thế nào bây giờ hả? Mọi người làm gì vậy hả? Sếp có ở công ty hay không cũng phải nghiêm túc làm việc chứ. Mau, xin lỗi giám đốc đi. Nếu xin lỗi là xong chuyện thì cần quy định làm cái gì nữa? Tôi hỏi cậu nên xử phạt làm sao? Đuổi việc. Rất tốt. Sếp à, tôi sẽ không tái phạm lần nữa đâu. Tiếp đi. Con gái à, ba vừa mới phẫu thuật thành công. Con đừng quá lo lắng. Con vui vẻ thì ba mới khỏe mạnh được. Cố lên. Ba cô không khỏe hả? Ừ. Bị bệnh gì? Sao không nghe cô nói gì hết? Ba cô là người cha tốt. Vừa phẫu thuật xong đã nhớ tới con gái. Tâm tình đó tôi có thể hiểu được, vì tôi cũng từng làm cha mà. Sếp còn có con trai nữa. Vợ cũng xinh đẹp. Gia đình cực kỳ hạnh phúc. Các vị đồng nghiệp, tôi biết chứ. Nhiều lúc mọi người cảm thấy tôi lạnh lùng vô tâm. còn đặt biệt danh gấu bắt cực cho tôi nữa chứ. Tôi đều biết hết, nhưng tại sao tôi lại đặt yêu cầu cao với mọi người như vậy? Chính vì muốn gia đình của mọi người cũng giống như ba của Lily, yên tâm về công ty. Vì đó chính là một môi trường rất là tốt, làm việc ở đây chắc chắn sẽ có triển vọng rất cao. Ngày hôm nay mọi người chịu vất vả, tương lai chắc chắn sẽ có hồi báo, đã hiểu chưa? Dạ hiểu. Rất tốt. Ba cô bị bệnh gì? Có cần tôi giúp gì không? Dạ bệnh trĩ, cũng không nặng lắm. Thứ bảy này tăng ca. Rõ ràng biết tôi sẽ không hài lòng, tại sao lại không cố gắng làm cho tốt để hài lòng tôi chứ? Tôi đã nói rất nhiều lần là phải tắt điện thoại khi tham gia cuộc họp của công ty. Nhìn cái gì? Mấy người muốn có đặc quyền giống như tôi hả? Tôi được như vậy là nhờ nỗ lực làm việc. Alo. Cái gì? Anh đang ở công ty hả? Chừng nào anh mới về vậy? Công ty đang có cuộc họp, lát nữa anh sẽ qua ngay. Có phải Duy Ni lại gây rối gì không? Anh không ở nhà nó ngoan hơn đó. Em chỉ hỏi vậy thôi. Em sợ anh bận. Quên mất hôm nay là ngày quan trọng gì? Em yên tâm đi, hôm nay là ngày quan trọng, sao anh quên được? Bắt đầu họp rồi, không có chuyện gì á, đừng có gọi cho anh. Ê? Sao rồi? Tới sinh nhật của gấu con mà nó cũng quên nữa sao? Không có, anh ấy không có quên. Ba đừng có nghĩ anh ấy như vậy, chỉ là anh ấy hơi bận, lát nữa sẽ về ngay thôi mà. Ba thấy sao? Tiệm bánh kem này có được không ba? Nó sẽ sớm mang họ Hùng thôi. Mẹ nè cũng cứ được rồi ha, không phải họ Đào sao? Là họ Hùng đó. Con quyết định rồi, nó sẽ có tên tiệm bánh ba con gấu. Ba thấy sao? Tới ông chủ Tạ cũng đồng ý hả? Ông chủ Tạ có đúng không? Đúng vậy, tên hay đó. Nè, bánh kem xong rồi. Được. Tên hay như vậy, tôi bán tiệm bánh cho Kim Tử là đúng rồi. Chú thấy sao? Nè, thằng Hùng nói chừng nào nó mới quay về vậy? Chắc sẽ về sớm thôi ba, anh ấy đang bận, con không hỏi làm gì. Trời ơi, không lẽ con còn không nhớ hay sao? Lần trước sinh nhật con á, nó bận đi gặp khách hàng, để con với gấu con ở nhà một mình, lúc đó con đang mang thai gấu con á. Nhưng chẳng phải sau đó anh ấy biết mình làm sai nên đã mua dây chuyền tặng con là kim cương mấy carat lận đó. Mua mấy thứ đó được cái gì? Nó chăm sóc đứa nhỏ được sao? Nó chăm sóc gia đình được sao? Xem ba nói kìa, vậy để con tìm người chồng vô dụng cho ba vừa lòng ha. Nè, gấu con của ông, con nghe chưa? Lúc mẹ con còn nhỏ như con, một tay ông nuôi lớn. Bây giờ mẹ con nói giúp người ngoài, sau này con phải thay ông đối phó ba con, xả cục tức cho ông ha. Thôi được rồi, con với ảnh ly hôn là được chứ gì? Ý của ba không phải vậy. Bây giờ đàn ông hễ có tiền là sinh tật thôi. Nhưng mà con đừng có lo, nó bắt nạt con ha. Nắm đấm của ba sẽ tìm nó tính sổ. Được rồi, không cần đâu ba. Nếu chuyện đó xảy ra, con cũng biết mình nên làm gì mà. Nói hay đó. Tôi nhắc lại, là làm lại hết hạng mục này cho tôi. Nếu như không xong thì 10 giờ chiều ngày hôm nay không một ai được phép về nhà hết. Thưa sếp, 10 giờ chiều không phải là buổi tối sao? Đối với người bình thường 10 giờ trời tối, nhưng với nhân viên không có khái niệm trời tối đâu. Sao đây? Không chịu à? Hay là muốn ở lại tới 11 giờ tối? 10 giờ được rồi sếp. 12 giờ tan làm. Anh xem có phải gần đây có bắt cực càng luôn khó ở, không biết chúng ta sẽ sống sao nữa. Thì vị trí tổng giám đốc công ty đang trống mà. Gấu bắt cực nhất quyết muốn ngồi vào vị trí này nên muốn nắm lấy hạng mục lớn để ghi điểm trước thôi. Trường Tiểu học Quốc tế Thánh Tường. Xin chào, anh là phụ huynh của Hùng Duy Ni đúng không? Nhiều lúc tôi hy vọng tôi không phải. Cô giáo à, thằng bé ở trường lại gây ra chuyện gì rồi hả? Hồi tuần trước, tôi có cho cả lớp bài tập về nhà, biểu tụi nhỏ viết một đoạn văn ngắn. Đề bài là Người cha của tôi. Anh có biết Hùng Duy Ni đã viết gì không? Để tôi đọc một đoạn cho anh nghe nha. Cô giáo à, làm ơn, tôi đang đi làm, thật sự không có thời gian đâu. Cô không cần đọc đâu mà làm ơn đi. Anh đừng lo, chỉ một đoạn ngắn thôi, Không mất thời gian của anh đâu. Ba của tôi với tôi không quen biết. Trời ơi, cô giáo Linda à, làm phiền cô đọc nhanh một chút có được không? Tôi đang rất bận. Tôi đọc xong rồi. Xong rồi hả? Như vậy mà kêu là dạy con tôi làm văn sao? Lúc trước tôi đánh giá rất cao trường học quốc tế của các cô, nên mới cho con tôi vào học thôi. Không, anh Hùng à. Vấn đề là không phải là làm văn, mà là con trai của anh lại nói là không quen biết anh. Thân làm cha, cho nên là anh tự coi lại mình, chứ đừng có nói là do anh đang rất bận rộn. Tôi thấy chuyện này rất là khó chấp nhận. Chính vì tôi rất là bận rộn nên mới cho con tôi học ở trường quốc tế các cô thôi. Còn nếu có thời gian thì tôi cho con tôi học ở trường khác rồi còn gì. Tôi thì thấy để giáo dục trẻ nhỏ cần có sự hợp tác từ phía gia đình nữa. Nhưng đến tận lúc này tôi còn chưa được gặp anh lần nào. Tôi đặc biệt hy vọng anh sẽ dành chút thời gian tới trường một chuyến. Tôi muốn gặp riêng anh để làm rõ chuyện này. Gặp riêng? Ý cô là muốn gặp mặt phụ huynh hả? Phải, ý tôi chính là vậy đó. Cô giáo Linda, hay là cô gọi cho mẹ của nó đi, được không? Về chuyện giáo dục con cái á, giữa hai người phụ nữ sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn mà. Hai người có thể tùy ý gặp riêng nhau. Tôi thật sự rất là bận, thật ngại quá, tạm biệt. Xem ra ba của con rất bận rộn đó. Con ơi, vậy con về lớp được chưa? Con đi về đi. Cô hy vọng là sẽ có một ngày con sẽ hoàn thành bài tập làm văn đó. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng cao. Giám đốc Đoàn à, có chuyện gì? Có chuyện gì cứ nói thẳng, tôi không có thời gian đâu. Bây giờ tôi rất bận. Giám đốc Hùng, không phải cứ bận thì chứng minh mình ưu tú. Rốt cuộc có chuyện gì? Tất nhiên là có. Buổi tiệc về hạng mục Khánh Công tối nay, Chủ tịch Khương và tôi thông báo tất cả nhân viên đều phải có mặt. Nhưng tôi nghe nói nhân viên của anh tối nay tăng ca sao? Phải, công việc chưa xong thì phải tăng ca thôi. Hơn nữa tôi có thể đại diện cho họ, họ không cần đi. Không hổ là gấu Bắc Cực, ngông cuồng, lạnh lùng. Có điều anh nên biết, dự án này tôi quản lý, nên anh không nể mặt cố ý không đi sao? Cô nghĩ nhiều quá rồi, giám đốc Đoàn. Tôi chỉ quan tâm ai có tư cách cạnh tranh với tôi mà thôi. Cô có thể yên tâm, người đó không phải cô. Vậy được, tối gặp lại thôi. Xem ra thì cậu chẳng có chút tiền đồ gì. Cậu đừng quên cậu đã có vợ con rồi đó. Sếp ơi, thứ tình cảm như vậy rất khó cưỡng lại mà. Cậu thích tiền hay là thích tình cảm đây? Đoàn Vũ Nam trước đây chỉ là một thư ký. Chính vì lợi dụng lòng tốt của cậu nên bây giờ cô ta mới giành vị trí tổng giám đốc của tôi. Cậu thấy mình còn chút giá trị gì không? Phải rồi, sếp nói đúng rồi. Bữa tiệc tối nay anh có đi không vậy? Vốn dĩ không muốn chúc mừng Đoàn Vũ Nam hạng mục này, nhưng mà tôi nghe có tin tức ngầm là cổ đông mới của chúng ta, ông Chu cũng sẽ đi. Thật sao? Vậy chỉ cần gây ấn tượng tốt với ông ấy, chúng ta sẽ có trợ giúp cho chức tổng giám đốc rồi. Đừng có nhìn nữa, Đoàn Vũ Nam nói không sai. Ông Chu lựa chọn nhân viên đều theo một tiêu chuẩn, gia đình nhất định phải hòa thuận, hôn nhân mỹ mãn. Tại sao vậy? Việc nhỏ làm chưa xong mà muốn làm đại sự à? Điều ông ấy quan tâm là tinh thần trách nhiệm của nhân viên. Đoàn Vũ Nam bạn trai còn không có, lấy cái gì cạnh tranh với tôi chứ? Được rồi, tôi sẽ nói lại với anh ấy. Cô Linda yên tâm đi. Tạm biệt. Sao vậy? Duy Ni lại gây chuyện rồi đúng không? Cái thằng này tối ngày cứ gây hết chuyện này tới chuyện kia, không giống ba chút nào hết. Là Hùng đó ba. Hả? Hùng? Nó chạy tới trường Duy Ni làm gì chứ? Thôi ba đừng hỏi nữa, một hai câu không kể hết được đâu. Nè, có chuyện gì con phải nói với ba, để ba tìm cách đập nó một trận. Ba đừng quên, hôm nay chính là sinh nhật của Ôn Hinh, ba phải giữ thể diện cho anh ấy. Anh ấy là người rất coi trọng việc mình làm chủ gia đình đó. Sao nó làm chủ gia đình, còn việc nhà thì do con hả? À đúng rồi ba, 2 hôm trước Ngân Tử gọi điện cho con, nói là nó lại thất tình, chuẩn bị đi du lịch giải sầu. Vậy khi nào nó về vậy ba? Nó thất tình là chuyện bình thường, chừng nào nó về sao ba biết được chứ. Ba chỉ mong lần này nó có thể đàng hoàng dẫn về cho ba đứa con rể tốt thôi. Cũng may Ngân Tử là con gái, nếu như nó là con trai, không biết đã đi gieo họa cho bao nhiêu cô gái rồi. Dù sao bây giờ nó cũng bị người ta gieo họa. Vậy như Chu Du đánh Hoàng Cái, một người muốn đánh một người lại chịu đánh. Con nói bà nghe, là đường tình duyên của hai đứa con gái bà bấp bênh, bà đừng oán trách người ta. Phải rồi, Ngân Tử nói, nếu bà cứ tiếp tục bắt ép nó sẽ tham gia. chương trình hẹn hò. Ý trời, nhắc tới cái chương trình hẹn hò đúng là bực bội. Lần trước ba... Lần trước? Bà đi rồi hả? Lần trước ba có tham gia, nhưng không có ai đồng ý ba hết. Chuyện bình thường mà. Bình thường gì chứ, có người đồng ý ba lại không chịu thôi. Thầy ghét quá đi. Lý Dương, chúng ta chia tay rồi, đừng làm phiền tôi nữa. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi tạm thời khóa máy, vui lòng gọi lại sau. Đàn ông các người không có ai là người tốt hết. Anh làm cái gì vậy? Anh bị điên rồi hay sao? Tôi chỉ muốn lưu lại hình ảnh của một người cao thượng trong mái thôi. Huống hồ gì còn là một người đẹp nữa. Đúng là cái đồ thần kinh. Cô thất tình sao? Nhưng mà sao anh biết? Cô vì bị đàn ông làm tổn thương mới trút giận lên những người đàn ông khác. Trường hợp như vậy chỉ có thất tình thôi. Ai nói với anh là tôi bị tổn thương? Là tôi đá anh ta trước đó nha. Bị đá có gì mất mặt đâu. Thất tình chính là cao thượng. Cao thượng cái gì? Khi cô ở trong một trận chiến, không đi giết chóc, cũng không cướp bóc, nhưng lại hoàn toàn ra sức bảo vệ cho cuộc sống bình yên của đối phương. Giống như cô vậy, không hề sợ thất bại. Rất cao quý đó. Nè, làm sao mà tôi có thể lấy được tấm hình đó hả? Cái này còn tùy vào ý trời nữa. Vậy mà anh ấy nói với con, thất tình là một loại tình cảm cao thượng. Bà có biết hay không? Chỉ trong chớp mắt, con cảm thấy anh ấy dường như rất là thân thuộc với con, giống như là kiếp trước đã từng gặp nhau vậy đó. Chị con á, mới yêu một lần đã kết hôn, chưa từng thất tình, vậy gọi là gì chứ? Tiểu nhân hèn hạ Hồng Duy Ni. Con chỉ dựa theo ý của dì Út nói mà. Nếu không thì sao dễ biết bản thân mình quan tưởng? Sao dì lại quan tưởng hả? Nếu mà quan đường thì chính là thế giới này rồi. Con cảm thấy tụi con nhất định sẽ gặp lại nhau cho coi. Anh ấy chính là mảnh ghép trời ban của con mà. Đúng thật là trời ban. Ít ra không phải nhờ tới chương trình hẹn hò ha. Ê, ba, Ngân Tử, em làm gì ở đây? Nè ba. Ba. Yên tâm đi, ba không có tính sổ với nó đâu. Kim Tử à, mau lên, lên lầu. Được rồi ba, được rồi ba. Anh nói chuyện với em một chút. Nè, ăn quýt đi ba. Được. Kim Tử à. Hả? Em lấy bộ cơm lê màu đỏ mận giúp cho anh đi ha. Em cũng sửa soạn một chút. Nửa tiếng nữa chúng ta đưa con ra ngoài ăn. Thôi đừng có ra ngoài, em đã chuẩn bị xong rồi. Với lại sinh nhật con cũng đâu cần phải mặc cơm lê rườm rà đâu. Con cũng không phân biệt được. Sinh nhật của ai? Sinh nhật của ông Hinh. Chẳng phải anh gọi điện nói là nhớ chuyện quan trọng nên về hả? Không phải là chuyện sinh nhật con sao? Không phải, tối nay công ty của anh có bữa tiệc rượu rất là quan trọng. Công ty trên dưới đều tham gia hết. Còn có thêm cổ đông mới ông Chu nữa. Anh có thể ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc hay không đều do bữa tiệc này quyết định hết. Về sinh nhật của ông Hinh tính làm sao? Trời ơi, còn nhỏ mà sinh nhật cái gì? Để về anh bù sao? Vậy là được chứ gì? Vậy anh đi đi, em đưa con đi. Không được, ba mẹ con không đi đâu hết. Em có biết ông Chu là cổ đông mới đặc biệt chú ý tới tình cảm gia đình hay không? Ông ấy cho rằng gia đình hòa thuận thì người đàn ông mới có trách nhiệm được. Cho nên em với hai đứa con phải đi chung với anh. Em hiểu cho anh một chút đi có được không? Ở ngoài anh dốc sức làm việc chẳng dễ dàng gì. Anh làm vậy vì ai chứ? Em không ủng hộ cho anh thì ai ủng hộ? Được rồi, mau sửa soạn đi, đừng nghĩ nữa. Mau tìm cho anh bộ cơm lê màu đỏ mận đi. Lát nữa nói với ba một tiếng là tụi mình ra ngoài ăn ha. Mau lên, theo anh. Mau lên. Xin chào, cung hỷ phát tài. Dạ sự như ý. Ba dẫn con tới làm gì? Mau cất truyện tranh vô đi. Con đâu có muốn là ba bắt con tới mà. Chết bố Hùng. Chào anh, chào anh. Tới sớm vậy? Chào anh. Con trai lớn vậy rồi sao? Chào chú đi. Chào chú. Ngoan lắm. Thôi tôi vào trước nha. Được. Giám đốc Hùng. Quy đồng cả nhà tới sao? Tôi giới thiệu một chút. Đoàn Vũ Nam, giám đốc đoàn, phụ nữ mạnh mẽ của công ty anh. Chào cô, tôi là Đào Kim Tử. Chị nhà đây dáng mạo không chỉ xinh đẹp mà tới tên cũng đẹp nữa. Đào Kim Tử, giám đốc Hùng có dịu dàng cỡ nào cũng bị chị Đào hết, thật khiến người khác ngưỡng mộ. Chị à, chị đúng là ghi điểm cho anh ấy rồi. Không dám, giám đốc đoàn mới khiến người ta ngưỡng mộ chứ. Trẻ trung, thông minh, xinh đẹp, quan trọng nhất là vẫn còn độc thân. Tương lai của cô chắc chắn sẽ rất rộng mở. Chị có làm việc gì không? Hay là ở nhà tận hưởng hạnh phúc của mình? Tôi đang chuẩn bị mở một tiệm bánh kem. Khi nào tiệm khai trương, tôi sẽ đem ít bánh tới công ty của Hùng Hùng cho mọi người dùng thử. Có gì góp ý giúp tôi nha. Dạ được, tôi nhất định sẽ ủng hộ chị. Mẹ, con muốn qua kia chơi một chút. Không phải bà kêu con qua đó sao? Vậy thì qua bên đây. Đi đi. Tôi đi trước nha. Đừng có uống rượu đó. Được rồi, đừng kiếm nữa. Ông Chu chưa tới đâu. Ai nói tôi kiếm ổng chứ? Thật sao? Vậy sao nhìn anh có vẻ sốt ruột quá vậy? Tôi có chỗ nào nhìn giống đang sốt ruột đây. Được rồi, có điều hôm nay anh dùng chiêu gia đình này đúng là cao tay thật đó. Không trách giám đốc Hùng khi làm dự án đều bách phát bách trúng. Công tác điều tra làm rất tốt. Cô nghĩ quá nhiều rồi. Tôi dẫn người nhà tới hoàn toàn để giao lưu, không có ý gì khác. Được rồi, không cần giải thích với tôi. Dù sao, người thông minh sẽ nắm được thiên cơ. Nè, có điều người thông minh không chỉ có mình anh đâu ha. Ý cô là sao? Đây là bà xã tôi. Chào cô. Mao Tiểu Xuân. Dạ chào anh. Con trai tôi, Lý Tiểu Vi. Thì sao chứ? Đó là người của tôi mà. Học theo tôi cũng bình thường mà thôi. Nè được rồi. Vậy để tôi xuống. Con trai của cậu hả? Sếp Hùng. Đẹp quá. Hừng hực khí. Không cần nói như vậy đâu. Hôm nay cậu cũng không tệ. Vậy thì đánh bóng thêm một chút. Không đủ sáng. Cũng được mà. Em nói vậy là sao? Anh làm sao vậy? Em vẫn thường lao dài cho anh mà. Chú à, Ginny có tới không chú? Có chứ, đang ở dưới kìa. Dạ. Được rồi, hai người cứ nói chuyện đi. Em đi kiếm Kim Tử nha. Đi thôi con, mình tìm Ginny. Đi thôi, đi thôi. Nè, con đi từ từ thôi. Bảnh quá nha. Không kìm được phải nhìn anh lần nữa đó. Vậy cậu nhìn lần nữa đi. Hiện giờ tôi thấy trong con còn khó hơn làm phân tích thị trường nữa. Hành vi của họ không lường trước được. Đau đầu thiệt. Cho nên á, người ta thường nói có thể làm người cha tốt mới có thể quản lý tốt chuyện của công ty. Hôm nay cậu dẫn con trai theo, có phải là muốn chứng minh thực lực của mình hay là không? Xem anh nói kìa. Tôi biết anh rất muốn vị trí tổng giám đốc. Tôi còn tranh đoạt với anh làm gì? Hơn nữa tôi đâu có khả năng giành chứ. Không phải là tôi muốn vị trí tổng giám đốc đâu cậu à. Mà chức tổng giám đốc bây giờ đang rất cần tôi. Phải. Không phải tôi thì ai đây? Đoàn Vũ Nam được không? Cô ấy không được. Trong bánh này có rượu rum đó. Chẳng phải ba con dặn rồi sao? Không được uống rượu, không được ăn cái này. Chị Kim Tử. Chị Phương hôm nay đẹp quá nha. Sao đẹp bằng cô được? Chị quá khen rồi. Hôm nay em cố tình quan điểm chính là hai đứa mau đi chơi đi. Đi gần đây thôi nha. Tụi mình đi chơi thôi Ginny. Mau đi đi. Con dạ, bye bye mẹ. Em làm gì vậy? Sao mà thần bí quá. Thời cơ tới rồi. Chị đi xem nữ giám đốc của công ty họ không? Cái cô Đoàn Vũ Nam. Không sai, chính là cô ta. Sao vậy? Em nghe ngóng chút tin tức hành lang. Nói là cô ta với Lý Hữu Vi nhà em lén lút qua lại. Hôm nay em cố ý sửa soạn để tuyên bố chủ quyền. Kim Tử, chị thấy cái đầm em mặc đẹp không? Phía trước thì đoan trang, phía sau gợi cảm. Ôi trời đất ơi. Cậu mau nói thật đi. Giữa tôi với Đoàn Vũ Nam, rốt cuộc cậu theo phe ai? Anh còn phải hỏi sao? Đương nhiên là anh rồi. Anh có bị làm sao không? Trước giờ vẫn như vậy mà. Hữu Vi à, trong số những ưu điểm ít ỏi của cậu thì cậu có biết tôi thích nhất ưu điểm nào không? Không biết. Tỉnh táo. Năng lực không có, tư duy càng không. Chủ tịch Khương, đi xem thử đi. Đây là ông Chu. Chào ông. Mời các anh. Kim Tử à, Kim Tử, khách quý tới rồi. Con trai đâu? Để em kiếm nó cho. Mau lên. Được rồi. Ông Chu, mời. Các vị, mời qua đây một chút. Hôm nay chúng ta vô cùng vinh hạnh mời được một người khách quý. Sự góp mặt của ông ấy khiến buổi tiệc hôm nay của chúng ta càng thêm ý nghĩa. Và tôi xin trân trọng giới thiệu với tất cả mọi người, ông Chu. Chào mọi người. Ông Chu à, xin phép được giới thiệu đôi chút với ông những tinh hoa của công ty. Được. Ông Chu xin chào. Hân hạnh. Đây là giám đốc Đoàn Vũ Nam. Không chỉ dáng mạo xinh đẹp mà khí chất không thua gì cánh đàn ông đâu. Buổi tối hôm nay chính là tác phẩm của cô ấy. Đúng là nhân tài. Vị này là... vị này không cần giới thiệu, là giám đốc Hùng đúng không? Xin chào ông Chu. Cái gì? Hai người quen biết nhau sao? Thì tiếng tăm lẫy lừng mà. Hùng ở công ty chúng tôi là một giám đốc hạng mục hiếm có. Ánh mắt của anh ta nham hiểm, làm việc dứt khoát, một người có khí chất. Chủ tịch Khương quá khen rồi. Tôi nghe nói mọi người đều gọi anh là gấu Bắc Cực, có đúng không? Là biệt danh đồng nghiệp đặt cho tôi thôi. Nhưng mà tôi đặc biệt rất thích cái tên này, gấu Bắc Cực. Trong bất kỳ tình huống nào cũng đều có thể chiếm vị trí cao nhất ở trong chuỗi thức ăn. Nói rất hay. Vậy những người thấp bé như chúng tôi đều là thức ăn của anh hết sao? Vậy phải làm sao? Quy luật tự nhiên mà đúng không? Động vật ăn thịt sẽ tự biết cân nhắc nên ăn cái gì mà. Kim nhỏ ngoan, mau ăn đi. Ginny, cậu đừng có đánh rắm nha. Ây trời ơi, cậu lên đỡ cho mình đi. Cho cậu biết, mình mà té thì cậu biết tay á. Mình mệt lắm rồi, tới lượt mình cho chim ăn. Cậu ráng đỡ cho mình thêm chút nữa đi. Mình chưa chơi đã mà. Nếu mà cậu không xuống thì mình buông tay ra. Cậu dám hả? Thực ra là mình không dám. Ginny, con làm gì vậy? Nhanh lên, xuống đi. Nguy hiểm quá. Nào, đừng cho ăn nữa. Bà đang tìm chúng ta kìa, nhanh lên. Vị này là Lý Hữu Vi. Ông Chu, xin chào. Lý Hữu Vi là cầu thủ phân tích thị trường, luôn luôn cẩn trọng chắc chắn. Nếu nói Hùng là con ngựa hoang, thì Hữu Vi chính là vị cương. Nhờ cậu ấy, ngựa hoang mới có thể thuần phục được. Chủ tịch Khương chê cười rồi. Cùng lắm tôi chỉ là trợ lý của giám đốc Hùng, làm chút chuyện vặt mà thôi, không dám tranh công với người khác. Không có, cậu ấy khiêm tốn thôi. Cậu ấy không phải trợ lý mà là đồng nghiệp của tôi. Trong công ty vẫn hay giúp đỡ tôi. Bất cứ chuyện gì tôi giao á, tôi đều cảm thấy rất là yên tâm, không phải lo gì hết. Đó chính là sếp của tôi. Ba ơi, con chạy chậm thôi Tiểu Vi. Cho con nhà tôi. Gọi chú đi con. Con chào chú. Chào ông, tôi là vợ của Hữu Vi. Ba ơi, cháu con là ai vậy ba? Cháu con là cậu đó. Ý nói cậu là cháu con. Cậu mới là cháu con đó. Đây là con ai vậy? Là con tôi. Còn đây là vợ tôi. Còn nữa, chào ông. Đây là ái nữ của tôi, Hùng Ôn Hinh. Một trai, một gái, một vợ, một chồng. Đúng là hình mẫu lý tưởng. Tôi nói nè, tôi một mực cho rằng người có trách nhiệm với gia đình mới đáng được ủy thác. Bởi vì trong lòng họ không chỉ có công danh mà còn có lòng tin nữa. Ông Chu quả thực nói rất là hay. Gia đình tôi chính là như vậy. Họ là hậu phương vững chắc của tôi. Tôi làm việc vất vả cỡ nào, tôi cũng cảm thấy xứng đáng. Đúng rồi. Em gái con về ủng hộ công việc của ba mà sinh nhật cũng không tổ chức. Hôm nay sinh nhật con anh sao? Không phải, sinh nhật cái gì chứ. Là nó thương em nên muốn ngày nào cũng là sinh nhật của em gái mình thôi mà. Nhóc con thương em gái quá vậy. Chú còn tưởng em gái con có cùng ngày sinh với chú chứ. Con xem gì đó? Truyện tranh đó. Truyện tranh sao? Con biết vẽ không? Tất nhiên là biết rồi. Vậy vẽ cho chú một bức đi. Chú, con biết vẽ tranh, vậy thì chú biết làm gì? Chú hả? Chú không giống như con. Chú chỉ biết phát tiền cho mọi người thôi. Chú lợi hại như vậy. Chú phát tiền cho con xem thử đi. Nhóc con, tính cách ngang ngạnh thật đó, đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà. Là chú sai rồi ha. Anh nói cho em biết, sở dĩ Hùng Duy Niên như vậy đều là tại em hết. Thường ngày em nuôi dạy nó không tốt. Những lúc mà em dạy dỗ con, anh lại ở đâu hả? Con nó không muốn đi, không phải anh bắt ép mẹ con em tới sao? Duy Ni con anh thường ngày ở nhà hay tập vẽ, anh không cho nó vẽ. Hôm nay tới đây vì muốn lấy lòng ông chủ của anh lại kêu nó vẽ. Giả sử nếu là anh thì anh có vui không? Nó nghĩ mình là ai chứ? Ha, Tề Bạch Trạch hả? Kêu nó vẽ một bức thì sao? Anh thấy mẹ con em đều cùng một ruột, đều được đà lấn át người khác. Cầm lấy. Anh cầm ràm cái gì? Anh đừng có quên, hôm nay chính là sinh nhật của Ôn Hinh. Mẹ con em vì chiều theo anh mới tới đây đó. Anh dẫn nhà mình tới là để em giúp đỡ cho anh, đâu phải là để cho mẹ con em gây rối. Em còn chào hàng bán bánh kem cho Đoàn Vũ Nam nữa. Đó chẳng phải em đang giúp anh gắn kết quan hệ với đồng nghiệp hả? Em có biết bọn anh có quan hệ như thế nào hay không mà em tự tung tự tác như vậy hả? Em lấy lòng cô ấy là tự nhiên về phía cô ấy rồi. Chú còn tưởng em gái con có cùng ngày sinh với chú chứ. Hôm nay là sinh nhật của ông Chu có phải không? Làm sao mà em biết? Là sinh nhật của mấy, anh nghe rõ mà. Bây giờ em mau về nhà, làm một chuyện giúp cho anh. Anh phải xoay chuyển tình thế gián cờ này. Nhanh lên, càng nhanh càng tốt. Ôn Hinh thì sao? Đừng có lo cho nó nữa mà, anh lo cho không sao đâu. Thằng nhóc này đi đâu mất rồi ta? Tìm được con rồi. Bộ chưa từng ăn bánh kem bao giờ sao? Ăn tới nỗi muốn ói ra luôn rồi kìa. Để người ta nhìn thấy người ta sẽ cười ba đó. Bộ nhà mình không có bánh kem sao? Sếp Hùng. Chào anh, chào anh. Tính đi đâu vậy? Đi tìm Lý Tử Phi. Không được đi đâu hết, ở đây chờ với ba. Vậy con về nhà. Con tới đây là để phá rối ba có phải không? Con muốn về. Dám đâu? Con của anh hả? Dễ thương thật đó. Thật sao? Có phải con muốn ăn đòn ở đây luôn hay không? Nhiều người thấy bà đánh con như vậy, mất hình ảnh của bà lắm đó. Ê, con nói rất là đúng, không muốn về nhà nữa có phải không? Ha, con coi chừng đó. Alo. Ba, có phải là ba có cái bát sứ bát điểu trừ phượng gì đó không? Ba hãy mau lấy giúp con đi. Hả? Con muốn cái chén làm gì? Không phải là con mà là Hùng muốn. Anh ấy muốn làm quà sinh nhật tặng cho ông cổ đông mới của công ty. Còn nhớ trước đây bà cũng đâu có thích cái bát sứ đó. Thôi thì tận dụng lần này đi ha. Là nó muốn hả? Nằm mơ đi ha. Con nói rồi mà, không phải là anh ấy muốn, mà là anh ấy muốn đem tặng. Anh ấy cũng đâu có thích đâu. Đây chẳng phải thời điểm thích hợp để cho đi hay sao? Nói rõ hơn thì anh ấy muốn có chức tổng giám đốc của công ty từ lâu lắm rồi. Chúng ta phải giúp anh ấy chứ. Vậy cũng được. Nghe lời con thôi đó. Ba vì con mới cho biết chưa. Cái thằng nhóc này toàn được hưởng nhờ tình cảm của con thôi. Ba là người đẹp trai nhất. Cảm ơn ba nhiều nha. Giờ con đang ở tiệm bánh kem hồi sáng mình ghé mua đó. Ba nhờ Ngân Tử đem cái bát sứ tới đây đưa con đi. Bánh kem xong rồi. Dạ vậy nha ba. Bye bye. Được rồi. Con muốn ghi ở trên gấu con sinh nhật vui vẻ không? Không phải. Anh ghi là chúc ông Chu sinh nhật vui vẻ là được. Được. Có phải là người được tặng cái bát sứ bát điểu triều phượng không vậy? Tôi chỉ mới biết là sinh nhật của ông ấy. Nếu không cũng không tối muộn quấy rầy anh rồi. Chồng cô cưới được người vợ như cô, đúng là có phúc biết mấy hả? Cô vì anh ấy có thể toàn tâm toàn ý như vậy. Anh ấy sao lại... Anh ấy làm sao? Không có gì. Ý tôi là lẽ ra anh ấy phải đối xử tốt với cô mới đúng chứ. Không phải đâu ông chủ Tạ. Làm sao anh biết rõ được chứ? Đừng trách tôi nhiều chuyện. Chồng cô 2 hôm trước có gọi điện cho tôi, dặn tôi không được bán tiệm bánh này lại cho cô. Tại sao vậy? Anh ấy nói không muốn cô ra ngoài làm việc, ở nhà cũng không thiếu tiền tiêu. 2 hôm trước còn giới thiệu cho tôi người mua khác. Hợp đồng chúng tôi đã ký xong hết rồi. Không phải là tôi muốn giấu cô, nhưng là vì em trai của tôi vừa hay lại là cấp dưới của chồng cô. Tôi không nên đắc tội với anh ấy, có đúng không? Con nếm coi, bình thường em con có uống nóng như vậy hay không? Ba tự nếm đi. Chừng nào mẹ con mới quay lại không biết. Sao con biết được chứ? Đi lâu như vậy, đáng lý phải về tới rồi chứ. Ừ. Hồng Duyên đi. Hả? Qua đây. Sao vậy? Con đau bụng quá, con muốn đi vệ sinh. Con đang giả bộ đau bụng với ba sao? Con đâu có giả bộ đâu. Ăn bánh kem cho cố vô để bây giờ đau bụng. Đi đi, đi nhanh rồi về. Đợi đã, nè đợi đã. Đem tả của em con đi dứt giùm đi. Tiểu Huy, cậu làm sao vậy? Mình gây chuyện rồi. Ai trời ơi, đừng có lo, mọi người đều quen rồi. Lần này hơi nghiêm trọng đó. Mình tìm không thấy cậu đâu, cho nên đã tới chỗ con chim, không ngờ là nó. Nó chết rồi kìa. Nhìn nó cũng mập mạp quá mà. Mình đâu có biết nó không ăn được bánh kem, cho nên đã cho nó ăn nửa cái bánh. Đồ ngốc, trong bánh kem có rượu đó. Cậu làm nó say chết rồi. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Tụi mình đem bỏ nó vô thùng rác đi. Cậu nói giỡn cái gì vậy? Đây là một tính mạng đó, chúng ta phải chôn cất nó thiệt tốt. Vậy cũng được. Duyên đi. Mẹ ơi, con làm gì ở đây vậy? Tụi con đang chơi với nhau. Sao mẹ lại khóc vậy? Không có, bên ngoài gió lớn quá thôi. Có phải là ba ăn hiếp mẹ không? Con giúp mẹ đi đối phó. Chuyện người lớn, con nít đừng xen vào. Nè, cầm hai hộp này đưa cho ba đi. Tiểu Vi cũng cầm đi. Mẹ đi vệ sinh một lát, chút nữa mẹ quay lại nha. Dạ. Ngoan lắm. Hồng Duy Ni, vậy con vẹt này tính sao đây? Mình có cách rồi. Dạ sếp. Hùng, có chuyện gì sao? Tôi nghe ông Chu nói hôm nay là sinh nhật của mấy. Vậy sao? Vậy chúng ta phải thể hiện chút thành ý rồi. Nhưng bây giờ chúng ta chưa chuẩn bị. Tôi chuẩn bị rồi. Tuy rằng không phải quà cáp mắc tiền, quan trọng là tấm lòng thôi. Là bánh sinh nhật sao? Không phải, là cái này. Cái này là... một bát sứ bát điểu triều phượng. Đồ của nhà tôi. Tôi lấy danh nghĩa của công ty đem tặng cho mấy. Can đảm, thận trọng, anh đều chiếm hết rồi. Tốt, anh làm việc thì tôi yên tâm. Được. Đưa món quà đó cho tôi. Tôi đi sắp xếp một chút. Được. Các vị, tôi đứng ở đây muốn nói cho mọi người một tin vui. Tôi cũng vừa mới biết hôm nay là sinh nhật của ông Chu. Đối với chúng ta mà nói, đây chính là song hỷ lâm môn. Ông Chu à, tôi đứng đây đại diện cho toàn thể nhân viên của công ty. Chúc ông sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Hơn nữa tôi có chuẩn bị cho ông một món quà nho nhỏ thể hiện tấm lòng. Ông nhất định phải nhận nó. Ông Chu à, nghe nói ông rất thích sưu tầm đồ sứ. Đây là bát sứ bát điểu triều phượng. Xem ra đây là bảo kiếm tặng anh Hùng rồi. Cái này tôi không dám nhận. Ông Chu à, nếu không có Hùng nhắc nhở, tôi cũng không biết hôm nay là sinh nhật của ông. Món quà này do chính Hùng đặc biệt chọn nó cho ông. Đây cũng coi là duyên phận. Mong ông hãy nhận nó. Vậy tôi không từ chối được rồi. Đừng có mở ra, trong đó có con chim đó. Con nói cái gì vậy? Lại muốn gây rối nữa có phải không? Có chim sao? Chẳng qua chỉ là hình vẽ lên thôi. Cũng hãy phát tài, vạn sự như ý. Thì ra là nó vẫn còn sống. Tốt quá rồi. Trời ơi, đừng nói mà. Qua đây. Cái thằng nhóc này càng ngày càng hư quá rồi. Sao con có thể làm như vậy được chứ? Hùng nói cho bà biết. Màu nói, sao con lại làm như vậy? Hùng à, anh đang làm cái gì vậy? Con đâu biết nó bị sai. Nó say rồi thì con bỏ nó vô hộp quà sao? Còn nó không cố ý đâu anh. Nó đâu có biết là hộp quà của anh đâu. Em làm ơn đừng có nuông chiều nó nữa mà. Nói ra nông nổi như ngày hôm nay đều là do em chiều hư nó hết. Nuôi mà không vậy là lỗi của cha. Em có hiểu không? Vì ai là cha nó. Theo lời anh nói thì ai mới sai đi. Được rồi, là anh sai. Đều là lỗi của anh hết, được chưa? Hôm nay anh phải dạy cho nó một trận. Được rồi, đừng khóc nữa. Nè, sau lưng con giấu cái gì vậy? Cái đó là iPad của con. Muốn chơi hả? Hỏi cho chơi luôn. Anh làm cái gì vậy? Sao ba đập đồ của con? Con nói con tại sao hả? Anh làm cái gì vậy hả? Đúng là nó có hơi nghịch ngợm. Em cũng chẳng bênh vực gì nó, nhưng sao lại đập iPad chứ? Chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Thôi đi, mẹ con em về nhà trước đã. Anh hãy ở đây suy nghĩ lại đi. Mẹ con em vì anh đã làm những gì? Anh làm được gì cho mẹ con em đi? Anh vì mẹ con em đã làm những gì? Em nói xem đã làm những gì? Anh chờ đợi ngày này rất là lâu rồi. Anh lúc nào cũng nghĩ tới công việc. Có bao giờ anh nghĩ tới mẹ con em và mọi người hay không hả? Được rồi, để tôi đưa chị dâu về trước. Hả? Sếp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sếp Chu chưa về đó. Vậy này à, cậu đừng có buồn nha.千锤百炼，莫说。